Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin mới hay nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, gần đây, một tay săn ảnh đã theo dõi và ghi lại được khoảnh khắc Công Tuấn và Địch Lệ nhiệt ba khi cả hai cùng tới viện thẩm mỹ cùng nhau vào lúc tối muộn. Theo chân Địch Lệ nhiệt ba nguyên ngày, paparazzi xứ Trung chỉ thu về loạt khoảnh khắc khó. Không rõ vì nguyên nhân gì mà Công Tuấn và Địch Lệ nhiệt ba lại cùng tới đây vào lúc tối muộn sau khi giờ làm việc kết thúc. Nhiều người cho rằng tới viện thẩm mỹ thì rõ ràng nhu cầu là để chăm sóc nhan sắc. Làm việc trong ngành giải trí, không phân biệt nam hay nữ thì yêu cầu quan trọng nhất chính là việc chăm sóc ngoại hình. Không những phải sở hữu nhan sắc nổi bật mà các nghệ sĩ đều cần chăm sóc tốt để ngoại hình luôn hoàn hảo nhất mỗi lúc đứng trước máy quay. Không ít người cho rằng, thời gian vừa qua, Công Tuấn và Địch Lệ nhiệt ba đều làm việc giữa thời tiết nóng bức của mùa hè tại Hoành Điếm. Do vậy, cả hai dĩ nhiên sẽ có nhu cầu tới viện thẩm mỹ để chăm sóc da để giữ ngoại hình hoàn hảo nhất. Theo chân Địch Lệ nhiệt ba nguyên ngày, paparazzi xứ Trung chỉ thu về loạt khoảnh khắc khó đloat. Hành động đáng yêu của Địch Lệ nhiệt ba khiến fan thích thú. Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đăng tải đoạn clip ghi lại toàn bộ mọi khoảnh khắc trong suốt một ngày nghỉ của Địch Lệ nhiệt ba. Cụ thể, cánh paparazzi xứ Trung đã cất công bỏ ra nguyên một ngày để theo chân Địch Lệ nhiệt ba để mong ghi lại được khoảnh khắc mỹ nhân chính x lộ chuyện hẹn hò. Tuy nhiên, điều mà họ nhận được chỉ là vô số khoảnh khắc hài hước của Địch Lệ nhiệt ba. Trong suốt một ngày, Địch Lệ nhiệt ba chỉ cùng trợ lý của mình đi dạo trong khu trung tâm thương mại, hết ăn uống rồi lại chụp hình khắp nơi. Cánh săn ảnh cũng ghi lại được vô số hành động hài hước của Địch Lệ nhiệt ba. Địch Lệ nhiệt ba bị ghi lại khoảnh khắc ăn no nê còn lấy tay xoa bụng vô cùng thỏa mãn. Sau khi kết thúc bữa ăn và rời nhà hàng, cánh săn ảnh đã ghi lại được khoảnh khắc Địch Lệ nhiệt ba lấy tay xoa lên chiếc bụng vừa được ăn no nê của mình. Tiếp đó, mỹ nhân chính X còn đứng chụp hình cùng những bức hình ngộ nghĩnh. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin mới hay nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, Địch Lệ nhiệt ba, Dương Dương giúp phim thu hút dù diễn nhạc. Phim Em là niềm chiêu hãnh của anh của Địch Lệ nhiệt ba, Dương Dương gây sốt sau 2 ngày phát sóng, dù họ bị chê diễn nhạc. Phim lên sóng tối ngày 26 tháng 7, kể về mối tình giữa diễn viên điện ảnh Kiều Tinh Tinh, Địch Lệ nhiệt ba và kỹ sư hàng không vũ trụ Vu Đồ, Dương Dương. Trên Facebook, nhiều khán giả Việt cho biết họ chờ đợi tác phẩm từ một năm trước vì màn kết hợp giữa nhiệt ba và Dương Dương, hai diễn viên có ngoại hình đẹp. Trên Weibo ngày 27 tháng 7, phim đứng thứ 6 trong danh sách được tìm kiếm nhiều nhất. Theo Sina, sau 8 tập đầu phát sóng trên hai ứng dụng là Tencent Video và GetTV, phim đạt 200 triệu lượt xem, vượt nhiều dự án từ đầu năm như Thiên Cổ Quyết Trần, Hải Thượng Phồn Hoa. Dương Dương và nhiệt ba lần lượt đứng thứ nhất và nhì danh sách nghệ sĩ đang gây chú ý trên Internet. Một số fan đùa rằng Sức Nóng Của Em là niềm kiêu hãnh của anh ở Trung Quốc ngang ngửa Olympic đang diễn ra ở Nhật. Dù vậy, diễn xuất của hai diễn viên, đặc biệt là Địch Lệ nhiệt ba, chưa thuyết phục. Các trạng thái cảm xúc của nhiệt ba, từ vui, buồn, tức giận, đều na ná nhau. Phân đoạn nhân vật Tinh Tinh gặp lại người yêu cũ không tạo điểm nhấn. Trong cảnh Vu Đồ tâm sự về quyết định nghỉ việc với Tinh Tinh, theo nguyên tác, ánh mắt cô toát lên vẻ tiếc nuối, khiến Vu Đồ dây dứt. Ở khung hình cận, nhiệt ba không thể hiện được cảm xúc này, theo nhiều khán giả trên Weibo. Bù lại, nhân vật được tạo hình đẹp với mái tóc xoăn uốn lọn, toát ra dáng vẻ một minh tinh. Dương Dương diễn tốt hơn nhiệt ba nhưng vẫn nhạt nhòa. Anh chưa thể hiện được tâm lý dây dứt của nhân vật khi cân nhắc lựa chọn nghề nghiệp. Theo Sohu, hai diễn viên chính đẹp nhưng diễn xuất thiếu ăn ý. Dương Dương, vai Vu Đồ, và nhiệt ba, vai Tinh Tinh, trong phim. Ngoài hai diễn viên chính, Em là niềm chiêu hãnh của anh thu hút vì được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc của Cố Mạng, một trong những tác giả ngôn tình được yêu thích nhất. Các tình tiết, câu thoại trong phim bám sát nguyên tác, từng chi tiết nhỏ như lời tỏ tình của Kiều Tinh Tinh, mối tình trước đó của Vu Đồ hay cách Vu Đồ dạy Tinh Tinh chơi game đều được giữ nguyên. Tuy nhiên, vì tham tình tiết, phim diễn biến chậm. Sau 10 tập đầu, tình cảm hai nhân vật chưa có nhiều chuyển biến. Trang Sohu cho rằng ở giai đoạn sau, phim có thể lan man bởi biên kịch kéo dài câu chuyện đến 32 tập. Cố Mạng sinh năm 1981 ở Giang Tô, Trung Quốc, tốt nghiệp Đại học Kiểm toán Nam Kinh, là một trong những người mở đầu trào lưu sáng tác văn học mạng ở Trung Quốc. Tác giả có nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim và xuất bản ở Việt Nam như Bên Nhau Trọn Đời, Chung Hắn Lương, Đường Yên Đóng Chính, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Dương Dương, Trịnh Sản Đóng Chính, Sam Sam Đến Rồi, Triệu Lệ Dĩnh, Trương Hằng Đóng Chính.